Cái câu chuyện về là không biết là có thật hay là giả, thì ngày xưa thì cố thủ tướng Lý Quang Diệu á, thì ông mới hỏi một cái ông thầy phong thủy là bây giờ muốn sao để giữ Singapore cho nó vững chãi. Thì ông mới nói là bây giờ là phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, phải trồng rất là nhiều cây. Và cái điều quan trọng thứ nhì đó là gì? Mỗi người dân á là phải cầm một cái bùa bát quái. Cái bùa bát quái là cái bùa tám cạnh á. Thì bây giờ ông nói là sao ông bắt người dân mà cầm cái bùa bát quái được? Thì mọi người không biết có cái tiền coi một đồng không? Coi một đồng đó thì nếu mà nhìn lại cái coi một đồng á thì nó sẽ khác biệt chứ cái đồng xu á, đồng xu một đồng của Singapore nó cái hình bát quái. Là tám cạnh đó. Đó là một ý tưởng là ai cũng phải cầm. Ai cũng cầm một cái đồ bát quái. Đúng rồi, cái đó không có biết thật hay giả nhưng mà đó là cái câu chuyện mà ở Singapore người ta hay nói. Nên nếu mà mọi người tới Singapore thì có thể nhìn cái một đồng á, nó sẽ có khác tất cả các đồng khác.